Cô xin chào tất cả các bạn học sinh. Ở tiết trước, các em đã tìm hiểu về năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy đúng không nào? Hôm nay, cô và các em sẽ tiếp tục cùng tìm hiểu một nguồn năng lượng khác, đó là nguồn năng lượng chất đốt qua bài học. Sử dụng năng lượng chất đốt. Như các em đã biết, chất đốt là những chất dễ cháy và khi cháy chúng tỏa ra nhiều nhiệt, tạo ra một nguồn năng lượng, đó là năng lượng chất đốt. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng phân loại các chất đốt qua nội dung thứ nhất. Trên màn hình là một số chất đốt được sử dụng trong cuộc sống và lao động sản xuất của con người. Theo các em, chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể lỏng và chất đốt nào ở thể khí? Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4 về các thể tồn tại của chất, chúng ta có thể thấy các chất đốt ở thể rắn là than đá, củi, rơm rạ, lá cây khô, giấy vụn. Các chất đốt ở thể lỏng là dầu hỏa, xăng. Và các chất đốt ở thể khí là ga và khí biogas. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại chất đốt này. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất đốt ở thể rắn như củi, rác, rơm rạ, than đá. Trong các loại chất đốt ở thể rắn, than là một trong những chất tạo ra nguồn năng lượng lớn nhất và cũng là chất đốt được sử dụng phổ biến nhất trong công nghiệp. Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở các mỏ than ở tỉnh Quảng Ninh. Than đá được sử dụng trong sinh hoạt và chủ yếu được dùng trong việc chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện cũng như chạy một số loại động cơ. Chúng ta hãy cùng xem qua một số nhà máy nhiệt điện lớn ở nước ta, như nhà máy nhiệt điện Vũ Áng 1, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, nhà máy nhiệt điện Ô Môn. Đến năm 2020, tổng công suất của các nhà máy nhiệt điện than khoảng 26.000 MW, sản xuất lượng điện chiếm 49,3% sản lượng điện của nước ta. Ngoài than đá, còn có các loại than như than bùn, than củi, than tổ ong. Các loại than này được sử dụng nhiều để phục vụ sinh hoạt của con người. Chất đốt rắn khác được sử dụng phổ biến chính là củi, rác, rơm rạ. Chúng thường được dùng chủ yếu để đun nấu ở các vùng nông thôn và miền núi. Chúng ta hãy cùng xem qua một số bếp đun củi được cải tiến theo thời gian từ xa xưa đến nay. Trải qua thời gian, bếp đun củi thay đổi hình dạng và ngày càng trở nên hiện đại hơn. Như vậy, các chất đốt ở thể rắn được sử dụng chủ yếu để sản xuất ra điện, đun nóng làm chín thức ăn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng chất đốt ở thể lỏng. Trên màn hình là tháp khoan dầu mỏ. Dầu mỏ nằm sâu trong lòng đất. Trên lớp dầu mỏ thường có lớp khí gọi là khí dầu mỏ. Muốn khai thác dầu mỏ, cần dựng các tháp khoan để khoan các giếng sâu tới tận nơi có chứa dầu. Dầu mỏ được lấy lên theo các lỗ khoan của giếng dầu. Dầu mỏ có thể tách ra sang dầu hỏa, diesel, dầu nhờn, có thể chế ra nước hoa, tơ sợi nhân tạo, nhiều loại chất dẻo từ dầu mỏ. Xăng, dầu là các loại chất đốt lỏng mà chúng ta hay sử dụng. Xăng dầu thường được sử dụng chủ yếu trong việc vận hành máy móc, phương tiện đi lại.
Ở nước ta, dầu mỏ thường được khai thác ở Vũng Tàu. Đây là hình ảnh mỏ dầu Bạch Hổ ở Vũng Tàu, điểm đỏ dầu khí của Việt Nam. Mỏ Bạch Hổ được xem là mỏ có lượng dầu lớn nhất trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam, là mỏ cung cấp dầu mỏ chủ yếu cho Việt Nam hiện nay. Nước ta vẫn tiếp tục tìm cách để khai thác thêm các mỏ dầu mới. Gần đây, vào tháng 1 năm 2019, nước ta đã đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm. Các mỏ khí có trữ lượng lớn ở nước ta cũng đều đã suy giảm sản lượng. Việc đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Cá Tầm đã góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu khí, đóng góp đáng kể nguồn thu cho ngân sách của nhà nước. Còn trên thế giới, Venezuela là nước có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới với 303,2 tỷ thùng dầu, chiếm 17,9% toàn cầu. Ngoài việc sử dụng các chất đốt trên, chúng ta còn sử dụng chất đốt ở thể khí. Có rất nhiều loại khí đốt như khí đốt tự nhiên được khai thác từ mỏ cùng với việc khai thác dầu. Mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất từ trước đến nay ở vùng Địa Trung Hải, thuộc vùng biển của Ai Cập, đủ để đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên của Ai Cập trong nhiều thập kỷ. Khí đốt tự nhiên được sử dụng làm nhiên liệu, nguyên liệu, đầu vào cho các ngành chế biến hóa chất. Là một nhiên liệu gia dụng, nó được đốt trong các bếp ga, lò ga để nấu nướng, sấy khô. Trong công nghiệp, khí thiên nhiên được đốt trong các lò gạch, gốm và lò cao sản xuất xi măng. Khí thiên nhiên được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu để tạo ra các chất hóa dầu. Các chất hóa dầu này được sử dụng làm sản phẩm cơ sở cho việc sản xuất phân đạm, bột giặt, dược phẩm, chất dẻo và các loại hàng hóa khác. Trong cuộc sống chúng ta, còn một loại khí đốt khác thân thiện với môi trường hơn, đó là khí sinh học. Khí sinh học hay còn gọi là khí bioga được tạo ra trong các bể chứa có ủ chất thải, mùn rác, phân súc vật. Xây dựng và sử dụng hầm khí bioga trong chăn nuôi là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe, giảm tình trạng dịch bệnh cho vật nuôi, đồng thời tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận kinh tế, phù hợp với xu thế phát triển của ngành công nghiệp hiện đại. Chúng ta cùng xem qua sơ đồ hoạt động của hầm bioga. Một lít khí bioga tạo ra có thể thay thế cho 0,46 lít khí ga, 0,6 kg dầu hỏa, 0,4 kg dầu diesel, 0,8 lít xăng, 1,2 kW điện năng, 0,8 kg than củi. Vậy, khí bioga là một loại năng lượng sạch, có thể thay thế các chất đốt gây ô nhiễm môi trường khác. Khí bioga có sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu đốt, đun nấu, chạy động cơ đốt trong nhà máy phát điện. Ngoài những chất đốt nãy giờ chúng ta tìm hiểu, ngày nay con người còn sử dụng một loại chất đốt khác, đó là cồn. Tuy nhiên, năng lượng cồn tỏa ra rất thấp, cồn tồn tại ở hai thể rắn và thể lỏng. Cồn được sử dụng chủ yếu để chế biến thức ăn trong thời gian ngắn. Tóm lại, tổng kết nội dung bài học nãy giờ đã tìm hiểu, các em có thể rút ra các kiến thức sau. Trong cuộc sống, có một số chất đốt như củi, than đá, dầu hỏa, rác, rơm rạ, ga. Các chất đốt này được chia làm 3 loại: chất đốt ở thể rắn, chất đốt ở thể lỏng, chất đốt ở thể khí. Trong các chất đốt chúng ta đã học, có 3 loại chất đốt công nghiệp phổ biến nhất năm 2020, đó là viên nén cổ. Đây là nguồn nguyên liệu giá rẻ phong phú, hiệu suất sử dụng cao và thân thiện với môi trường. Tiếp theo là than đá. Và cuối cùng là dầu diesel. Với nguồn chất đốt đa dạng như vậy, con người đã sử dụng chúng hợp lý, an toàn hay chưa? Để biết được điều đó, chúng ta cùng nhau bước qua nội dung thứ hai.
Ở phần đầu chúng ta đã biết, con người đã sử dụng chất đốt vào rất nhiều việc để phục vụ sinh hoạt, lao động sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số người sử dụng lãng phí các nguồn năng lượng chất đốt như để quên bếp đun quá lâu, để động cơ của phương tiện và máy móc hoạt động khi không cần sử dụng. Mà nguồn năng lượng chất đốt không phải là nguồn năng lượng vô tận, nó sẽ cạn kiệt nếu chúng ta sử dụng không biết tiết kiệm. Vì thế, để tránh lãng phí, chúng ta cần chú ý dùng bếp cải tiến, xây bếp biogas, tắt bếp khi đã nấu xong, đậy kín phích nước nóng, tắt động cơ máy móc khi không cần sử dụng. Khi sử dụng chất đốt, nếu chúng ta chủ quan có thể sẽ rất nguy hiểm, gây ra những tai nạn đáng tiếc như bỏng do không giám sát trẻ em, nạp ga không tuân thủ quy tắc an toàn gây nổ bình ga. Đây là hình ảnh xảy ra cháy nổ khi chúng ta sử dụng ga không đúng. Cháy nhà do xăng dầu. Để tránh xảy ra những tai nạn như trên, chúng ta cần có hiểu biết về cách sử dụng an toàn các chất đốt. Một số cách để tránh nguy hiểm là sử dụng bếp ga có khóa tự động, đặt các phương tiện chữa cháy ở nơi sử dụng nhiều chất đốt, tắt bếp khi không sử dụng, không chạm vào các chất đốt gây cháy để tránh bỏng, không để các chất đốt ở gần nguồn nhiệt. Ngoài ra, các chất đốt khi cháy đều sinh ra khí carbonic cùng nhiều loại khí và chất độc khác làm ô nhiễm không khí có hại cho người, động vật và thực vật. Làm hoen rỉ các đồ dùng, máy móc. Vì vậy, cần có những ống khói dẫn chúng lên cao hoặc có các biện pháp để làm sạch, khử độc các chất thải trong khói nhà máy. Các em thân mến, chất đốt là nguồn năng lượng lớn và có ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Nhưng liệu nó có còn mãi cho chúng ta sử dụng hay không? Khi con người ngày càng chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than để làm ảnh hưởng đến môi trường tài nguyên rừng. Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên được hình thành từ xác sinh vật qua hàng trăm triệu năm. Hiện nay các nguồn năng lượng này đang có nguy cơ bị cạn kiệt. Con người đang tìm cách khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy. Tóm lại, chất đốt khi bị đốt cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nóng, thắp sáng, chạy máy, sản xuất ra điện. Cần tránh lãng phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt. Đó cũng là ghi nhớ bài học chúng ta ngày hôm nay. Như vậy, bài học hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc rồi đấy các em. Các em ôn lại kiến thức của bài và hoàn thành phiếu bài tập, cũng như chuẩn bị cho bài tiếp theo. Cô mến chào tất cả các em.